Chào các bạn, mình là Khan đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với phần khoa học từ học lập trình Scratch 3.0 nha. Thì trước khi bắt đầu về video này, thì nếu các bạn không hiểu gì thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mình giải thích cho các bạn nha. Và giờ bắt đầu nè. Thì chúng ta sẽ bật qua cái trình duyệt nào đó. Chúng ta sẽ ghi trên cái search là ghi chữ Scratch vô. Đấy, chúng ta nhấn Enter để cho nó tìm kiếm. Rồi. Thì khi nó tìm kiếm một ấy thì nó chúng ta sẽ chọn cái link ở đâu đầu tiên à. Cái link là scratch.mit.edu. Các bạn thấy không? Các bạn nhấn vào. Là mình chưa nói với các bạn, đây là trang web chính của ngôn ngữ lập trình Scratch. Giống như cộng đồng mạng Scratch ấy, dành cho những người lập trình viên Scratch. Rồi. Giờ chúng ta sẽ kéo đây xuống dưới cùng. Nó sẽ có cái phần đây à. Community Sport Little và Scratch Family. Chúng ta sẽ chọn nhấn nút download. Nếu nó có chỗ download màu xanh xanh đây à. Ở chỗ support. Tôi nhấn vào. Và nó sẽ dẫn đến một cái màn hình này. Thì khi nó dẫn đến màn hình này rồi đấy. Thì nếu mấy bạn chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ chọn loại OS giữ hệ điều hành của mình đấy. Nếu hệ điều hành mình là Windows thì mình chọn. Hệ điều hành mình là Mac OS thì mình chọn. Hệ điều hành mình là Chrome OS thì chọn. Còn hệ điều hành Android thế này thì người ta cũng đã hủy xuất bản không, nên là cái này là nó không có dành cho điện thoại được. Nó chỉ có một, các bạn phải chọn một trong ba cái này để mà các bạn có, để mà chừng cài xuống ấy các bạn có thể dùng mà không có bị lỗi. Do máy mình là máy Windows 10 đây nên ấy, nó thuộc hệ điều hành Windows cho phải Mac OS hoặc là Chrome OS. Nên mình sẽ xuống đây chọn nút Windows đây, mình xuống dưới và các bạn nhấn nút Delete Download. Các bạn nhấn vào và đợi cho đến khi nó cài xong. Và chúng ta sẽ đợi nha. Rồi, thì khi chúng ta tải xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào chuột trái vào cái phần ở dưới đây. Chúng ta nhấn nút run luôn. Nếu nó hiện lên màn hình run đó, nhấn nút. Từ phần này ấy thì nó sẽ có hai nút. Thì các bạn cứ nhấn, cứ không có nhấn nút nha, các bạn nhấn nút install. Đợi cho đến khi nó cài xong. Thì mình chỉ có ngoài mình đợi cho nó khi nó cài xong thôi. Rồi, khi mà nó cài xong rồi ấy, nó sẽ hiện lên màn hình đây. Completing Scratch 3 setup. Các bạn đừng có nhấn nút gì hết. Các bạn nhấn nút Finish. Và ngay lúc đó, các bạn tắt hết đi. Và nhấn nút Finish, các bạn sẽ nhận được cái thông tin này. Nó sẽ hiện lên màn hình chính của Scratch. Đấy. Và chúng ta đợi cho nó chạy xong. Đây, nó sẽ hiện lên màn hình này ấy. Thì chúng ta sẽ nhấn nút Share my USA data with Scratch team. Rồi nhấn nút Close. Đấy, bây giờ chúng ta đã cài xong thì Scratch 3.19.2. Vậy là chúng ta đã có thể lập có cái này, chúng ta mới có thể lập trình Scratch được. Đấy. Thì giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì hôm nay chúng ta đã học được cách được tải phần mềm Scratch 3
stress 3 đồ may chúng ta có thể lập chân được đấy. Và giờ xin chào, về giờ nếu các bạn thích video này, các bạn nhớ like và subscribe, và các bạn nhớ nhấn chuông ở dưới phần mô tả để mà nhận được nhiều thông tin mới vào video tiếp theo nha. Và giờ xin chào các bạn và bye bye, mình sẽ làm thêm bài tiếp theo. Xin chào các bạn và bye bye nha, bye.